Đi mà ba ơi, tụi con thật sự muốn nuôi cuốn mà. Con năn nỉ ba. Được rồi, ba thua rồi. Con muốn nuôi loại nào? Cuốn con dễ thương. Không, Doberman hung dữ đi. Ồ, để ba tìm thú cưng cho các con. Ba đã nói chuyện điện thoại quá lâu, đến nỗi không nhận thấy cửa hàng thú cưng đã hoàn toàn trống rỗng rồi. Lạ quá. Ồ, có cái chuông. Ai đó? Sao anh lắc chuông dữ vậy? Tôi muốn mua một con cuốn. Ồ, giá là 50 đô nha. Cái gì? Mắc quá. Bán cho tôi lại rẻ hơn đi. Tôi có bán cá giá 10 đô. Được, tôi lấy nó nha. Lấy cho tôi con rẻ nhất. Cá của anh đây. Hay lắm, tôi về nha. Bye. Chúc may mắn. Lấy đồ trong chai ra. Chúng mình cần chai để làm hồ cá. Đổ đá cuội vào. Thêm rong biển và tiểu cảnh. Chú cá nhỏ đã có nhà rồi. Bọc phần đế bằng rêu trang trí và đổ nước vào hồ cá. Chú cá đang làm quen với ngôi nhà. Hey, ba về rồi đây. Chúng mình có đuôi máy bay nè. À, có chuyện gì vậy? Mình là tiên cá. Tất cả là do người bán hàng kỳ lạ đó. Cùng thay đổi cho Lucy nha. Thay đổi trang phục. Vải lấp lánh biến thành chiếc đuôi dài. Áo có đính kim sa giúp hoàn thiện bộ trang phục. Làm vây bằng vải thun mỏng nha. Thêm đường viền kim tuyến. Với những chiếc vây như thế này thì đuôi cũng phải thay đổi. Đính vỏ sò lên vòng cung bằng dây. Thêm lớp keo. Lucy có chiếc vương miện lấp lánh nè. Nhà thơ đang viết từng dòng trên mảnh giấy cũ. Ồ, nhà thơ này sẽ đi vào lịch sử. Hãy xem ông ấy viết những gì. Nhà thơ đã sẵn sàng trình bày kiệt tác của mình. Trên bờ biển xa xa, tháp trên sồi cao cao. Sồi, yeah, đeo sợi chuỗi vàng to to. Một chú mèo ngoan lang thang, đang đeo kính nè. Đi dạo chậm rãi, vòng qua vòng lại. Bên phải chú vừa đi vừa hát bài đồng dao. Bên trái vừa đi vừa kể chuyện. Chú vừa đi vừa làm như vậy. Một nơi xa lạ. Có tiên cá ngồi trong. Chuyện gì vậy? Lại trượt té nữa rồi. Ông có thể cẩn thận hơn không? Xin lỗi. Tiên cá ngồi trong. Con chán việc té lên té xuống rồi. Mình nghĩ gì vậy nè? Phải viết lại hết mới được. Nhà thơ vò giấy và đi tìm nàng thơ mới. Đây là Miranda, em gái của Lucy. Cô nàng không thể ngồi yên, cô ấy muốn nhảy. Ri băng đen biến thành mái tóc dày. Thắt hai biếm tóc. Đổ sơn ma thuật ra. Hồ biến. Chúng mình làm xong vải đen của ánh nhũ vàng. Làm chiếc đuôi. Rồi làm áo lệch vai. Hoàn thiện bộ trang phục với chiếc vây bằng vải thun nha. Gắn thêm những mảnh vàng để trang trí. Vây cá đã xong rồi. Yes. Miranda rất thích vẻ ngoài của mình. Bộ trang phục hợp với mình quá à. Nếu trở thành tiên cá thì mình phải tập bơi. Ai cũng nói ở đây xui xẻo. Để coi sao. To vậy sao? Xin lỗi ngài cá mập nha. Anh dám làm phiền tôi à. Đem cần câu của anh đi và để chúng tôi yên. Từ bỏ dễ dàng quá. Thử lại lần cuối. Nhưng Miranda nhanh hơn. Đây là hồ của chúng tôi, nhà của chúng tôi. Xin lỗi cô nha. Anh đáng bị như vậy. Tiên cá bơi đi và anh chàng không còn gì cả. Mình phải đổi qua ăn rau quả thôi. Chọn đất sét khô.
trộn màu xanh dương rồi tạo hình thành chú cá. Đuôi, thân, cái miệng đang mở và vây. Còn thiếu gì đó? Dịch vụ nha khoa khẩn cấp đây. Những chiếc răng trông rất giống thật. Thêm vẫy và vây cá. Và có đèn neon ở phía trước nữa nè. Thêm đôi mắt. Wow, một sinh vật nguy hiểm. Cậu không thể đi mà không có dây xích. Hôm nay bãi biển rất ấm áp. Những người bạn đang tắm nắng. Các cậu có muốn chơi không nè? Chơi. Bóng chuyền là môn thể thao giết thời gian tuyệt vời. Bỗng đột nhiên, cú đánh bóng không hay. Bóng bay xuống nước và trúng vào cá. Được rồi, để mình lấy lại bóng nha. Nó ăn thịt mình mất. Ghê quá à. Đừng sợ, để mình cho. Cẩn thận. Đừng lo, mình có cách mà. Miranda thay đổi diện mạo khi xuống nước. Cậu ấy là tiên cá sao? Con cá kia, cậu nghĩ chứ mình cậu giỏi hả? Trước đây mình còn thuần hóa được sư tử biển nữa đó. Vậy có phải hay hơn không? Mấy bé gái đã bỏ chạy, còn Miranda thì có vật cưng mới. Làm súng bắn nước. Thêm ngăn bằng nhựa có trục. Làm mặt sau có ống hút nha. Trang trí súng bằng hạt ngọc trai dạng một nửa và nhãn dán. Cùng chơi súng nước nào. Lucy đang nói chuyện điện thoại với bạn trai. Còn Miranda có kế hoạch khác. Chị ơi, em thách đấu với chị nha. Cái này cho chị nè. Còn em? Em có vũ khí mạnh hơn. Bắt đầu cuộc chiến với nước đi. Bỏ cuộc đi. Em lại dẫn trước chị rồi. Đương nhiên. Nơi nào có Miranda đều ồn ào. Mình thì muốn chút yên bình và tĩnh lặng. Làm bộ bình dưỡng khí từ bình xịt. Gắn dây là hoàn thành. Dùng đồ chơi Pop-It làm mặt nạ. Thêm miếng dán oxy và dây đeo ở phía sau nha. Bình dưỡng khí đã có thể dùng để lặn. Ba ơi, bơi tới chỗ tụi con đi. Ba sẽ thấy con dưới biển ra sao. Được chứ con yêu, ba rất vui. Let's go. Hình như là ở đây. Ba ơi, bơi vào phòng đi ba. Dạ, ở đây thoải mái quá. Mà ai vậy? Là bạn của con đó. Ai? Cậu ấy cũng đang câu cá à? Ba sẽ cho cậu ta thấy. Không ba ơi, đợi đã. Móc câu chuyển động. Chắc bạn gái của mình. Nhưng không phải cô ấy. Xin chào. Là ai vậy? Là ba của bạn gái con đó. Giờ đến lượt ba thư giãn dưới nước. Chúng mình làm trái tim từ giấy mút kim tuyến nha. Trông nó giống như hộp quà. Đúng vậy, còn có thêm nơ nữa nè. Kẹo sô-cô-la. Thật tuyệt vời. Đúng một bất ngờ ngọt ngào. Jimmy đang tìm cách gặp bạn gái. Anh cần gì? Anh đem kẹo cho chị của em. Anh có thể... Được chứ, anh để ở đây đi. Nhớ đưa cô ấy nha. Để xem bên trong có gì. Kẹo. Mình sẽ trả lại. Miranda lấy kẹo ra rồi làm thành những con dán bằng sô-cô-la. Cái này hợp với chị hơn nè. Wow, cái đó của chị hả? Đúng rồi, Jimmy đem tới cho chị đó. Dán. Chúng không đáng sợ chút nào. Ngon quá à. Ôi trời. Sao vậy chị? Nó chỉ là sô-cô-la thôi mà. Chị cứ tưởng chúng là thật. Tách phần đầu của dụng cụ tạo hình bằng nhựa ra. Cắt khuôn hộp sọ ra nha. Gắn tay cầm vào con dấu. Cho giấy mút vào hộp đựng phấn mắt cũ. Sơn màu vàng. Một ít mực. Mấy con tem đầu lâu trông rất bắt mắt. Anh ấy dễ thương quá.
Yêu, anh ấy dễ thương quá, thấy ghê. Phải phá thôi. Con dấu sẽ giúp mình. Đây, vậy mới được chứ. À, hình của mình toàn là đầu lâu à. Xin lỗi vì không thể bảo vệ cho các cậu. Lucy nhạy cảm quá đi. Anh chàng đánh cá từ lúc ăn chay thì thấy rất phấn khởi. Yes. Ồ, phòng trưng bày của mình sẽ có kiệt tác mới. Mà phải sáng tạo cái gì? Nàng thơ cho ta ý tưởng đi. Có rồi. Nghệ sĩ zombie bắt đầu làm việc. Tác phẩm điêu khắc này được gọi là bàn chân. Mình sẽ thêm vài điều kỳ diệu. Thật hoàn hảo. Để mình tự đóng gói. Cảm ơn zombie, tụi mình sẽ lấy nó đi. Người ba quyết định dùng cách cuối cùng là tìm tới phù thủy quyền năng. Xin lỗi, ngài có thể cho tôi vài phút được không? Nói đi, ta đang nghe đây. Các con của tôi, các con ơi vào đi. Tôi đã mua con cá về rồi đổ một ít nước và chúng biến thành tiên cá. Người có bộ đê mép đã bán con cá này cho ngươi à. Hắn là đệ tử của ta. Được rồi, ta sẽ thu hồi phép thuật kia. Ngài có thấy đuôi của chúng không? Nhân viên bán hàng chỉ muốn dạy cho người một bài học thôi. Ồ, lẽ ra tôi nên dành nhiều thời gian cho con mình hơn. Đúng vậy, cầm lấy hai móc khóa này. Chúng giúp con gái của ngươi trở lại như cũ. Ê, cái gì vậy? Móc khóa. Cầm lấy đi. Hai bé gái hợp lực và tà thuật biến mất. Yeah, được rồi. Cảm ơn ngài phù thủy. Móc khóa không có tác dụng gì cả. Trái tim nhân hậu của anh ta mới phá vỡ được lời nguyền. Antonio, Mirabel và Isabella đi bơi. Yeah, em thấy bờ rồi. Cặp bến ở đây nha. Ồ, nơi này trông đẹp quá à. Chim tu căng giữ bọn trẻ đoàn kết với nhau. Ở hòn đảo không tên, Antonio gặp bạn mới. Wow. Đợi đã, cậu đi đâu đó? À, bắt được rồi nha. Quả cầu nhựa biến thành nón bảo hiểm trong suốt. Trang trí bằng giấy mút. Có hạt ngọc trai trên đó. Giờ chú chim tu căng có thể bơi. Cậu bé mọc đuôi. Còn Pico có mũ dưỡng khí. Chà, quả là đại dương kỳ diệu. Anh chàng thấy gì đó lấp lánh trong làn sóng. Ai đó, tìm thử xem. Xin chào. À, quái vật dưới nước. Có gì ở đây nè, Pico? Đừng sợ ngốc à. Mình là loài lưỡng cư tên Luca. Cô nàng kể cho người bạn mới nghe về cuộc sống ở dưới nước. Còn đây là bạn cá heo thân thiện. Bạn ấy trở thành bạn của Pico. Tất cả các loài sinh vật đều sống ở đây. Cẩn thận đó anh bạn. Xem chúng mình có gì nè. Hai cây nến, mình cần một cây thôi. Tim nến lấp lánh kim tuyến vàng. Chiếc chuông biến thành đế nến cổ. Cây nến đang giữ phép thuật gì vậy? Luca kể cho bạn nghe điển tích cổ về cây nến thần kỳ. Nó có thể biến mọi người thành tiên cá. Họ lặn xuống đáy biển. Vương quốc bóng tối được thắp sáng bởi ánh đèn le lói của tảo biển. Và các loài cá nguy hiểm bơi ở giữa. Nhìn kìa, chúng bảo vệ ngọn đèn thần kỳ. Rất khó để tiếp cận. Mình có kế hoạch. Dùng Pico làm mồi nhử. Tụi mình sẽ làm được. Trong lúc đàn cá đuổi theo chim tu căng thì Antonio cầm lấy đèn cầy rồi bơi đi thật nhanh. Ồ, tụi mình an toàn rồi nè. Pico dọa chú cá cuối cùng ra khỏi đuôi của Luca. Gặp lại các cậu sau nha. Antonio quay lại bờ và đưa nến cho Mirabel. Nó sẽ biến chị thành tiên cá. Thật vậy. Giờ họ có thể chơi đùa cùng làn sóng rồi. Vải co giãn lấp lánh như vảy cá vậy. Mirabel đã có đuôi. Chúng mình làm chiếc vây thật đẹp nha. Trang trí bằng ruy băng ánh nhũ. Thêm bướm và đá nữa.
thắt lưng kiểu tua rua bằng vải chuyển động một cách vui nhộn. Làm áo mỏng bằng vải và ri băng. Món quà nhỏ, bông tai pha lê. Phong cách tiên cá này rất hợp với Mirabel. Cô nàng chuẩn bị có nhiều cuộc phiêu lưu ở thế giới dưới nước. Thật kỳ diệu, mình đang bơi nè. Các sinh vật dưới nước dẫn cô nàng tới những tiên cá khác. Antonio, chị đang tìm em đây. Xin lỗi chị, em đang kể cho tiên cá nghe về cuộc sống trên cạn. Chào mọi người. Cậu có chiếc đuôi thật đẹp à nha. Chơi với tụi mình đi. Wow. Ursula quan sát họ từ xa. Loài chim độc đáo đó là gì vậy? Thật kỳ lạ. Ngươi sẽ trở thành một phần trong bộ sưu tập của ta. Ồ không, bà ấy bắt cóc cậu ấy. Pico, Pico, bạn của em gặp chuyện rồi Mirabel. Tất cả là lỗi của Ursula. Ồ không, phải đi cứu Pico ngay. Họ tìm thấy hang động. Chú cọp đang canh giữ lồng. Nó ăn thịt của mình mất. Em xử lý được mà. Antonio có món quà đặc biệt. Cậu đánh lạc hướng nó để Mirabel mở cửa lồng. Pico đã được cứu rồi. Biến. Tạo hình đã xong. Làm đuôi tiên cá đi nào. Vây kim tuyến này giúp bơi nhanh hơn nữa. Hoàn thiện bằng vải thuyền. Dùng hoa, ngôi sao và hạt trang trí đuôi. Biến. Chúng mình dùng vỏ sò màu tím làm áo nha. Bông hoa đẹp mắt trên tóc nè. Isabella biến thành nàng tiên cá xinh xắn. Ồ, mình sắp ngã luôn rồi. Nhưng mà xứng đáng. Nó đẹp quá à. Tiếc là không có hoa. Để mình thêm vào ngay. Ồ, xin chào. Cậu là người mới hả? Chỗ này không giống hồi trước. Mình đã thay đổi chút rồi. Hoa nở. Wow, cậu giỏi quá à. Tụi mình rất ngạc nhiên. Có vẻ Isabella đã tìm được bạn mới. Các cậu, sắp có tiệc trà hả? Không, đó là Isabella thôi. Mình ấn tượng với tài năng của cậu. Cảm ơn nhiều nha. Phủ keo nến lên khung dây. Cố định đế. Thêm đốm màu xanh ngọc. Hình in trên băng keo biến thành màn hình ma thuật. Chúng mình gần như thấy dáng tiên cá. Nghĩa là gì? Trang trí rêu lên trên khung. Thêm hoa và vỏ sò. Gương phép thuật có thể tiên đoán được tương lai. Ursula làm nghi lễ bí ẩn. Liệu bà ấy có thể mở ra cánh cổng tương lai được không? Isabella tiếp tục khám phá dưới nước. Đột nhiên cô nàng thấy thứ gì đó lấp lánh. Mảnh vỡ. Thú vị quá. Còn một ít ở đây nữa. Sinh vật lấp lánh dẫn chân cá tới hang động. Trông mấy thứ này như mảnh vỡ của gương vậy á. Ánh sáng ma thuật xuất hiện. Cái gì? Lời tiên đoán tương lai sáng lên. Tiên cá của chúng ta sắp thành nữ hoàng. Chú cá đặt vương miện lên đầu Isabella. Biến. Chúng mình làm vỏ sò lớn nha. Dùng máy tạo họa tiết cho nó. Nhờ ba mẹ giúp các bạn nha. Sơn màu. Màu phân cực đẹp quá à. Bọc hình tròn bằng vải và lớp mỏng. Có ngọc trai để làm gối đệm. Trang trí ngai vàng bằng vỏ sò nhiều màu. Thực vật biển, ngôi sao, ngọc trai. Ngai vàng xinh đẹp cho người cầm quyền. Để chúc mừng ngày đăng quang của Isabella, các sinh vật biển tổ chức buổi biểu diễn thực sự đây. Cao trào của buổi lễ.
Ồ, vỏ sò mở ra. Cùng chúc mừng nữ hoàng mới nào. Các vị khách bắt đầu chúc mừng cho Isabella. Cả Ariel cũng mang quà tới. Lễ đăng quang sang trọng đã thành công hoàn toàn. Máy may rớt xuống đáy biển. Đúng là phát hiện hay ho. Chắc là sửa được. Mình phải đưa nó cho Lalilu. Xếp vài viên sỏi lên. Màu sắc đẹp quá à. Ngay khi bạn xoay trục, ri băng với họa tiết thêu đẹp xuất hiện dưới kim may. Để đỡ đẹp mắt và máy may này sẽ dễ làm ra những kiệt tác sáng tạo. Mình thích may vá. Cậu định làm gì? Mình đang may túi nè. Wow, nếu muốn mình sẽ làm cho cậu mẫu mới nhất nha. Thật hoàn hảo. Tin tức về tài năng của Mirabel lan truyền khắp vương quốc ở dưới nước. Bạn bè của cô cũng muốn mua đồ thiết kế riêng. Mang vải tới đây và mình rất sẵn lòng may quần áo mới cho các bạn. Nó sẽ như thế nào? Chiếc áo choàng. Đây, cầm lấy. Các nàng tiên cá đều thích. Mirabel có thể làm bất cứ điều gì. Làm máy phát nhạc từ mảnh xốp nha. Sơn màu tím. Phủ lớp sơn bóng. Ồ, có cả bộ sưu tập băng đĩa ở đây. Ui, đầu máy. Cố định chi tiết vào giữa. Bạn có thích nhạc tra không? Sơn vỏ ốc. Trang trí đế thực vật. Máy phát nhạc độc đáo có thể phát ra giai điệu dù ở dưới biển sâu. Antonio và Pico cuối cùng tới phòng Isabella. Để xem chị ấy có gì ở đây. Đang hát. Đồ con gái, thật là nhàm chán mà. Còn này thú vị hơn, là băng đĩa. Tuyệt vời, nghe thử đi. Máy phát bắt đầu chơi một giai điệu tra tuyệt đẹp. Nhưng Isabella đã nghe thấy. Chuyện gì ở đây vậy? Antonio, em dám đụng vô đồ của chị à? Chị ơi, đừng giận, mình nhảy cùng đi. Yeah, khiêu vũ thì không cần phải xin phép. Hi hi, vui thật nha. Hiu, em mệt quá à. Thỉnh thoảng chúng ta hãy cùng nhau nghe nhạc nha. Tách quả cầu bằng nhựa. Bỏ cát và đất vô. Hoa đã mọc lên nè. Những chú bướm nhảy múa. Chúng tìm thấy nơi riêng cho mình. Trên đá có bể nuôi bướm tuyệt đẹp. Đó là sự kỳ diệu ở dưới nước. Isabella thấy chán lắm. Cả nữ hoàng đôi khi cũng thấy cô đơn. Bể trống hết rồi. Mình phải lên cạn tìm vài chú bướm thôi. Vui quá đi. Bắt được bạn rồi nha. Đẹp quá à. Nhưng chúng không thể thở dưới nước được. Mình có ý này. Mình đổ đầy không khí vào bể. Giờ những người bạn sẽ luôn ở bên cạnh mình. Cắt hình in cây gia đình nha. Khung hình oval vừa vặn hoàn hảo. Trang trí bằng vỏ sò. Ngọc trai thể hiện sự quan trọng của món đồ này. Cuối cùng cũng quay lại bên nhau. Có chuyện gì vậy? Ước gì Isabella cũng ở đây. Đây là bà họ hàng của mình. Ồ, Isabella, em rất muốn gặp chị. Đột nhiên, lớp sơn ma thuật bắt đầu lấp lánh. Ước mơ của cô nàng thành sự thật. Em à, Isabella, rất vui gặp lại chị. Mình đi tới bàn ăn đi ha. Ngay cả Pico cũng giữ họ bên nhau. Ước gì khoảnh khắc hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi. Gia đình chúng mình không thể tách rời được. Anna và Elsa đều bị sốc khi chân bị biến thành đuôi. Mình đi với các cậu nha. Wow, xúc tu. Lalilu đầy bất ngờ.
váy thì không phổ biến ở dưới nước. Chiếc đuôi là ý tưởng tuyệt vời hơn. Chúng mình đã chọn màu sắc phù hợp cho Anna. Cùng làm chiếc đuôi có thể tháo rời, để công chúa tóc đỏ có thể bơi nha. Thắt ruy băng vải thuyên lại như thế này. Đã làm xong vây cá sáng lấp lánh. Dùng khuôn để cắt chiếc vây từ vải thun xanh lá ra nha. Vảy cá đính cườm lấp lánh ở dưới nắng. Áo màu đen giúp phản chiếu kim sa được tốt hơn. Dùng ruy băng ánh kim trang trí cho thắt lưng và thêm tay áo bồng bềnh như có thêm vây cá. Chiếc áo ôm với thiết kế vẽ tay này rất có giá trị. Trang trí kim cương giả lên vây nha. Yeah, đã tới lúc thực hiện vài cuộc phiêu lưu rồi. Sweet. Anna ngủ gật. Hãy xem cô nàng đang mơ thấy gì. Ồ, đuôi của mình đâu rồi ta? Đôi chân này ở đâu ra vậy? Mình không thể ở lâu dưới nước được. Oh, no. Bạn cá, hôm nay tụi mình không tới rặng san hô nữa. Mình đã trở thành người rồi. Anna hoảng sợ bừng tỉnh. Ồ, đó chỉ là giấc mơ thôi. Chiếc đuôi yêu thích của mình vẫn ở đây nè. Thật hạnh phúc khi trở thành tiên cá. Mình đã sẵn sàng để sửa soạn lại. Chiếc đuôi xanh dương rất hợp với nước da của cô nàng. Thêm chiếc áo cùng màu. Những chiếc vây tuyệt đẹp của cô nàng được trang trí thêm kim tuyến. Bạn có thể thấy chúng tỏa sáng kể cả trên mặt biển. Có găng tay lưới trên tay nè. Thêm vài chiếc vây lấp lánh để hoàn thiện vẻ ngoài. Dùng kẹp trang trí cho bím tóc. Đó là món quà của bạn sứa. Vẻ đẹp biển cả đã làm tan chảy trái tim băng giá của cô nàng. Mình bơi đi. Các bạn của Elsa đã đợi cô nàng. Các sinh vật biển rất thích nàng tiên cá tóc vàng này. Và cô ấy rất thích chơi với họ. Trời đang trở lạnh. Là gì vậy? Tuyết sao? Nhưng nó từ đâu tới? Có cơn bão. Mọi thứ xung quanh Elsa đều bị đóng băng cả. Mấy chú cá cũng đóng băng luôn. Tỉnh lại đi mà. Phải làm gì để sưởi ấm cho các cậu ấy? Ồ không được, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trang trí hoa tuyết lên xiên bằng nhựa trong suốt. Thêm đá cuội và kim cương giả. Đó là chiếc gậy tuyệt đẹp. Thêm ri băng kim tuyến. Cái này cho cậu đó tiên cá à. Thank you. Không được để mất nó. Nếu không nó có thể rơi vào tay kẻ xấu. Elsa quyết định dùng gậy phép thuật mạnh nhất của mình. Mong là được, không còn cách nào khác. Tuyết lại bắt đầu rồi, nhanh lên. Ngay sau khi Elsa dùng gậy chạm vào cá hay bạch tuộc thì chúng hết đóng băng và sống lại rồi nè. Có tác dụng không? Yeah, Elsa đã cứu được mọi người. À, cái gì vậy? Mấy cái xúc tu đang chạm vào cậu ấy. Olaf, cậu làm mình sợ thiệt đó. Xin lỗi nha, mình mới vừa thoát. Đã đến lúc người tuyết quên đi những quả cầu tuyết rồi. Xúc tu làm từ đất sét khô sẽ thay thế cho chúng nha. Cách này giúp anh chàng thấy thoải mái hơn. Làm mịn bề mặt. Đính hạt làm giác hút giúp cho Olaf bám vào mọi vị trí. Sơn màu xanh lên xúc tu. Và giác hút màu tím. Mình không biết là dùng xúc tu lại dễ như vậy. Chà. Olaf đi dạo quanh dưới đáy biển. Có rất nhiều cảnh đẹp ở đây. Và anh chàng có thể nghe âm thanh của vỏ sò. Nhưng anh đang nhớ bạn bè của mình. Olaf nhìn thấy con cua cô đơn. Cậu ấy cũng muốn có bạn phải không? Người tuyết rất vui khi có bạn mới. Xin chào, mình tặng cậu bông hoa này. Nhưng bạn cua không hiểu anh chàng nói gì nên bơi đi. Ồ, mình đã mất đi người bạn tiềm năng rồi. Sao phải phiền họ. Mình sẽ tự làm người cát. Không khó đâu. Làm vài quả cầu bằng cát. Thêm củ cà rốt làm mũi. Và thêm mắt. Xong rồi, cô nàng rất xinh đẹp và cũng là người biết lắng nghe. Cậu đang làm gì ở đây vậy Olaf? Elsa, để mình giới thiệu cậu với Lucia. Cô ấy hơi nhút nhát đó. Nếu cậu thấy cô đơn thì nhớ là tụi mình luôn ở bên cậu nha. Mình muốn nghe nhạc, chứ không chỉ là âm thanh của sóng đâu. Sơn vỏ sò màu xám. Rắc kim tuyến ánh bạc lên nha. Làm đế bằng xốp. Chiếc máy phát màu xanh ngọc trai với giá để đĩa. Và rất nhiều kim cương trang trí nè. Đẹp lắm luôn. Vỏ sò giúp khuếch đại âm thanh. Thêm kim rà đĩa, bật nhạc nào. Cuối cùng cũng có thể nghe những bài hát yêu thích của mình rồi.
không có vệ tinh, không có tivi và máy phát thanh cũng không dùng được. Đành nghe đĩa hát thay thế vậy. Đĩa nhạc yêu thích của mình. Bật nó lên nào. Elsa hát lớn theo. Ừ, mình không chịu được tiếng ồn này. Kristoff nghe thấy bài hát. Anh chàng đi về phía mặt nước giống như bị niệm chú. Một tia nước và anh chàng biến mất. Khách không mời mà tới. Anh sẽ thấy tiên cá hiếu khách thế nào. Anh từ đâu tới vậy Kristoff? Em sẽ cứu anh. Em điên à Elsa. Anh ấy không thể thở dưới nước. Anna kéo anh chàng ra khỏi nước. Nhớ cẩn thận hơn nha. Anh nợ cậu một mạng. Tốt hơn là anh nên để ý đường đi đi. Anna bắt được con sao biển. Nó là khung tuyệt đẹp cho chiếc gương. Cắt một mặt gương tròn. Sơn sao biển và gắn gương vào giữa nha. Anna rất sẵn lòng đưa dây cột tóc của mình. Sao biển đã thay đổi. Phép thuật giúp xoắn sợi dây làm thành chân đế êm ái. Chiếc gương giúp chúng ta biết ai là người công bằng nhất ở vương quốc dưới nước này. Anna đã yêu Kristoff sâu sắc rồi. Cô nàng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và mơ về hoàng tử. Tụi mình sẽ có một đám cưới thật lớn. Em đeo mạng che mặt. Anna, em đang đợi anh. Và rồi mình sẽ có em bé nhỏ. Ồ, anh là người tuyệt vời nhất trên đời Kristoff à. Olaf thấy xấu hổ vì nụ hôn. À, cậu cứ không ngừng nói về Kristoff hoài. Ú, xin lỗi nha. Vì mình thấy hồi hộp trước khi đi hẹn hò. Anna bơi vào bờ. Em biết là anh thật sự còn nợ em gái của em. Sẽ ra sao nếu cô ấy lại kéo anh xuống đáy biển lần nữa? Bẻ cong dây để làm bịch tai nha. Hai lớp vỏ sò trở thành miếng đệm tai thoải mái. Nối chúng lại và đưa cho Anna để làm thêm vài bước cuối cùng nào. Cá heo dễ thương giúp trang trí cho món đồ. Anna đã hoàn thành rất tuyệt. Nàng tiên cá bắt đầu tìm chiếc bịch tai cho bạn trai mình. Mình đã thấy nó ở trong rương kho báu. Có rồi. Mình phải thử trước đã. Ồ, Elsa, chị có nhớ em không? Tất nhiên, chị đã bỏ lỡ phần hát của em. Em rất vui khi được hát cho chị nghe. La 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 la. La 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 la. Nhưng cô nàng không hát được, nghe kinh khủng quá. Chúng mình phải tìm cách. Chiếc bịch tai sẽ giúp cô. Được rồi, bơi vào bờ nhanh lên. Mình cần tìm Kristoff. Không thấy anh ấy. Ôi trời, chờ chút. Elsa bắt đầu hát. Và anh ấy lập tức xuất hiện. Ú, anh ấy lại trúng bùa chú của em. Nhưng Anna sẽ tặng chụp tay cho bạn trai. Giờ an toàn rồi. Anh có thể đi gần nước mà không phải sợ gì nữa. Làm lưới đánh cá. Kéo ri băng đàn hồi qua lưới và làm thành một búi nha. Thật nguy hiểm nếu bơi quanh biển một mình trong mùa đánh bắt này. Nếu bị mắc vào lưới thì đó là kết thúc rồi. Kristoff rất nhớ bạn gái của mình. Phải đi tìm cô ấy thôi. Nhưng anh chàng hét không đủ lớn để chạm tới đấy. Anh vừa nghĩ ra cách này. Người đánh cá để lại một ít lưới. Chắc là mình gặp may rồi. Lần bắt cá đầu tiên rất kinh ngạc. Đó là Olaf. Anh đang làm gì vậy? Ủa, cậu dễ thương và rất tuyệt. Nhưng mình đang tìm bạn gái của mình. Kristoff lại quăng lưới. Lần này anh chàng đã tìm được điều anh muốn. Em yêu, wow, thật bất ngờ mà. Nhưng anh có thể tìm được cách lãng mạn hơn và không làm cho em sợ. Wow, nụ hôn biến đuôi cô nàng thành đôi chân rồi. Giờ đây, cặp đôi sẽ sống hạnh phúc mãi mãi trên đất liền. Làm cá ngựa từ đất sét khô nha. Thêm khối băng như thế này. Hai bên có vây lấp lánh. Ồ, chú cá ngựa này vừa nháy mắt với chúng mình sao? Đúng là sinh vật biển xinh đẹp. Elsa ngủ rất muộn. Thật khó để thức dậy vào buổi sáng. Elsa, tóc của cậu trông như rặng san hô vậy. Từ giờ phải chăm sóc bản thân thôi. Cá ngựa. Bạn ơi, tới đây chải tóc cho mình đi. Elsa dùng nó làm lược và dễ dàng thắt bím tóc nè. Cảm ơn người bạn, cậu đã giúp mình. Tiếp tục bơi đi ha. Bạn thích nàng tiên cá nào hơn? Bình luận bên dưới. Nhấn like và subscribe cho La Lilo nha. Chúng mình sẽ sớm trở lại với nhiều ý tưởng thú vị hơn.